Trời đất kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Các anh chị thân mến, trong video ngày hôm nay thì em Dư đang có mặt tại cổng chính của dự án Phùng Thịnh 8 các anh chị. Và trục đường mà em Dư đang đứng đây chính là trục đường N1. Đây chính là trục chính của dự án. Các anh chị nhìn thấy xa xa cái cổng chào và xe đang đi, đó chính là cổng chào dự án và con đường DT743. Và trong video ngày hôm nay thì em Dư ở trục chính đường N1 này để chia sẻ với tất cả các anh chị một căn nhà một trệt hai lầu nằm trục chính, phù hợp kinh doanh mua bán các anh chị. Các anh chị nhìn thấy trước mặt các anh chị, hai bên đây là đều là tạp hóa và quán ăn. Khu vực này kinh doanh mua bán rất là sầm uất nha các anh chị nhé. Đó, xe cộ đi lại rất nhiều. Và hôm nay ngôi nhà hôm nay em chia sẻ với các anh chị, đây là ngôi nhà một trệt hai lầu nha các anh chị, một trệt hai lầu với diện tích là 72 m², bề ngang là 4 m và bề sâu là 18 m các anh chị. Căn nhà này rất đẹp các anh chị, nó nằm cách cổng chính của dự án nó vào khoảng hơn 50 m thôi các anh chị nhé, hơn 50 m thôi, rất đẹp. Đây các anh chị, đây là cái phía ngoài này, vỉa hè thì là 3 m và đường là rộng 7 m các anh chị. Nhà còn mới nguyên và rất là phù hợp để các anh chị kinh doanh buôn bán ở khu vực này. Sau đây thì em sẽ đi vào bên trong ngôi nhà để chia sẻ thực tế bên trong căn nhà cũng như là những cái phòng ngủ và nội thất. Đây là căn nhà một trệt hai lầu các anh chị ha. Chủ nhà sơn tông nhà chính của chúng ta là màu trắng, có làm quạt trần, đèn trần na phong bằng thạch cao nha các anh chị, rất là đẹp. Ở phía bên phòng khách của chúng ta thì gia chủ có làm một cái tủ để cho các anh chị để tivi này, tủ trang trí ở phòng khách rất đẹp ha. Đây là phía trước căn nhà, cửa thì nhà chúng ta có hai lớp cửa các anh chị, nhôm sim pha và cửa cuốn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong. Vào không gian bếp thì các anh chị thấy không gian bếp rất là rộng ha. Chủ nhà làm tủ bếp trên, tủ bếp dưới, có đèn trần, la phong, có quạt trần phòng bếp luôn. Ở khu vực ở dưới cầu thang thì các anh chị có thấy có một khoảng chừa rất là rộng để anh chị mình để tủ lạnh chỗ này này. Và chỗ khúc đó chúng ta có thể là để máy giặt ha. Nhiều diện tích rộng. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì các anh chị thấy rằng được trang bị là vòi tắm sen thuyền mạ vàng rất đẹp, có lavabo, nhà tắm rộng nha. Phía sau thì có một cái lối thoát hiểm nha các anh chị. Lối thoát hiểm phía sau thì nó vào khoảng 1 m. Và bây giờ em sẽ mời tất cả các anh chị chúng ta cùng di chuyển lên phía lầu 1 của căn nhà này. Tầng 1 của chúng ta thì sẽ có 2 phòng ngủ và 2 toilet nha các anh chị. Đây, toilet số 1. Đây là phòng ngủ đầu tiên các anh chị. Gia chủ có chôn sẵn đường ống máy lạnh cho các anh chị đấy ha. Phòng này đặc biệt là có cửa sổ các anh chị nhé. Có một cái cửa sổ
tạo sự thông thoáng này các anh chị. Rất mát mẻ ha. Đây là một cái điểm cộng lớn của căn nhà này. Phía trước của chúng ta là một phòng ngủ. Phòng ngủ này rộng hơn rất nhiều này anh chị. Phòng ngủ này rộng nhá. Phía trước có cái ban công, có cửa sổ. Đây ban công nha các anh chị. Căn nhà của chúng ta là nằm ở trục chính. Trục chính N1, phù hợp cho các anh chị ở kinh doanh buôn bán. Vị trí căn nhà này rất là đẹp các anh chị. Nó chỉ cách cổng chính Phú Hưng Thịnh 8 nó vào khoảng hơn 50 mét rồi các anh chị. Rất đẹp luôn. Nhà vệ sinh thì có cái bồn tắm nằm. Bồn tắm nằm các anh chị. Vòi tắm đứng, sen thuyền. Rất là rộng luôn. Giờ chúng ta sẽ di chuyển lên phía tầng số 2. Tới đây thì các anh chị chúng ta sẽ di chuyển tới tầng số 2. Tầng số 2 của chúng ta thì cũng có 2 phòng. Đây là cái toilet, toilet số 4 nha. Đây là cái phòng ngủ số 3. Cũng có cửa sổ thông thoáng. Đây các anh chị, đây là cái phòng ngủ số 4. Phía trước phòng ngủ này các anh chị, chúng ta sẽ có một cái phòng thờ ha. Phòng thờ có cửa sổ này. Ở đây các anh chị chúng ta sẽ thấy là có một cái phòng thờ phía trước. Đây, phía trước là một ban công và một cửa sổ. Đây các anh chị, phía trên này thì chúng ta sẽ di chuyển lên hướng sân thượng này các anh chị. Chủ nhà có làm lên một cái sân thượng phía trên nữa. Đây, đây là sân thượng nhá. Trên này thì các anh chị có thể tận dụng để mình trồng rau, nuôi cá ở trên này được. Không gian rất là rộng rãi và thoáng mát luôn anh chị. Đây, các anh chị mình có thể mình lắp dàn máy lạnh hay là điều hòa ở trên này. Gia chủ người ta cũng đã đấu nối hết đường ống rồi này anh chị này. Hay. Phía bên này chính là cái đường trục đường N2 đấy các anh chị. Trục đường N2. Phía sau phía này đây là trường mầm non. Căn nhà chúng ta nằm ở trục chính N1. Vị trí rất là đẹp để kinh doanh mua bán đấy các anh chị. Và hiện nay chủ đang gửi em căn nhà này với cái mức giá là 4,7 tỷ các anh chị. 4,7 tỷ cho căn nhà 1 trệt 2 lầu, diện tích là 72m², 4 x 18. Với công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 phòng khách. Nếu mà phơi. Cô chú anh chị nào có quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ với em Dư nha. Em Dư thì chuyên mua bán, nhận ký gửi nhà đất thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Cảm ơn tất cả các anh chị đã coi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.